anh chạy trăm cây mẹ nó ngầu cực, hai thằng nó nghịch vậy mà nói là nhưng cái xe này anh cái xe là anh đi bao nhiêu cây? Cái kim đúng 120 cây. Cứ nhớ đi mẹ. Chạy gãy cả kim luôn. Tung cả kim không có phép lên ra đây này. Nói anh còn đang cắm cái ống hút hút sữa vào đây này. Đây này. Nhìn thấy chưa? Ừ. Nói thật đi. Cái xe thấy xem gì? Long Zin. Đi kia mà đi 120 cây chưa? Ừ, còn phép, con đem phép. Thái nhà. Khổ nói dối em làm gì? Ngồi anh chở luôn chạy cho xem. Kinh nhỉ đi. Nhưng nếu mà em ngồi thì chắc nó không thể lên được, nó sẽ nặng thì nó sẽ chỉ độ khoảng 101 là được. Hay lồn xe này mà bảo 120 cây thì kinh nhỉ. Chả biết hay là đồng hồ nó vớ vẩn, nhưng anh chạy đúng 120 cây kim luôn. Một lần kéo một đất cả dây ga. Nhưng sao xe này không bắt đầu được? Hả? Sao không bắt đầu được thế này? Không biết, hay là mình không biết cách. Nhưng em bốc được, đã bốc. Còn chị bốc thật ừ. Anh thấy phần na gem nó hay đi, nó bốc đầu. Gem là dễ bốc nhất, cứ nhẹ. Ừ. Hay là anh nghĩ là anh nặng hay là phải...